À, xin giới thiệu với tất cả mọi người, hôm nay thì là nhà em sẽ chế biến hai món, đấy là món canh rau ngót với lại là cái món rim lá lốt từ cái mớ này. Đấy là chế biến hai món để lát nữa quay cho mọi người xem. Thì mọi người nhìn qua thì tưởng như là con cua đúng không ạ? Nhưng mà không phải nhá. Con cua thì nó có màu sẫm hơn, còn con này thì nó có màu nhạt hơn. Thì ở quê em thì đấy gọi là con xạ trường, bản chất của nó đấy là con dã tràng ấy. Dã tràng thì mọi người hay nghe đấy là dã tràng sa cát biển đông ấy, thì chính là con này nhé. Thì về cái kích cỡ nó giống như là con cua và nó rất là giống con cua và ăn nó cũng giống cua như vậy. Đấy. Đây là cái phần mà sau khi nhà em đã tách xong thì phần này chính là hai cái càng tí nữa xay để nấu canh. Đấy, xay riêng để nấu canh nhé. À, cái phần này là phần thân này, tí nữa rim với lá lốt này. Đấy, phần này thì bỏ đi. Bỏ đi nhá. Đấy. Thì lát này chế biến xong thì sẽ quay cho mọi người xem là nó như thế nào, ăn có ngon không. Mọi người thì nấu canh thì có thể nấu với rau đay này hoặc là các loại rau ví dụ như cua nấu như thế nào, cái này như thế. Đây, đây là hai cái món mà sau khi mà nhà em đã chế biến xong này. Đấy, vừa nấu được món canh lại vừa nấu được món mặn. Là một bát canh rất là ngon. Không biết là mọi người nhìn như thế này xem thì không biết là có thấy hấp dẫn không, nhưng mà sau khi mà em nấu xong thì em cảm thấy rất là ngon đấy, đã ăn thử rồi đấy. Đấy, thì cái bát này ở bên dưới thì rất là nhiều gạch này. Cảm tưởng như là một bát canh cua như thế nào thì bây giờ là nó như thế. Đấy, rất là ngon, ở bên dưới rất là nhiều gạch. Đấy, mọi người ăn thì có nhu cầu thì nhắn tin inbox nhà em nhé. Ăn rất là mát, rất là ngon, cái này thì ăn rất là chất lượng. Rất là tuyệt vời luôn.